Chào thể các chị ạ. Chào mừng các chị quay trở lại kênh Nghiện Kiểng Lá của em ạ. Thì hôm nay em tiếp tục lên cái đơn cây ma mì cho anh chị nhé. Thì cái tên chi tiết em sẽ để ở trong cái phần mô tả này và hoặc là ở phần tiêu đề nhé anh chị. Thì bữa nay em có những cái chậu cây ma mì nó đang ở cái size trung này rồi này. Tức là cái kích thước lá nó đạt size khoảng hơn 10 cm rồi. Bắt đầu nó trổ ra những cái gân của cái lá rồi này. Có nghĩa là những cái gân của cái lá bắt đầu là đang trong cái độ tuổi trưởng thành rồi nhé anh chị. Đó, thì bắt đầu em xuất bán những cái chậu như này rồi. Chậu này lớn rồi, nó cao có khoảng tầm 10 phân này. Lá bắt đầu lớn rồi nha anh chị. Chậu này thì em bán đồng giá là 100.000 một chậu này. Đó, những cái chậu này bắt đầu nó đang nó lên những cái gân lá rất là đẹp rồi này. Màu lên ánh bạc rồi này. Đó, thì một chậu như này nó khoảng trung bình nó khoảng tầm 6 đến 7 lá anh chị ạ. Đó, cứ tầm 6 đến 7 lá. Và cái thân của nó bắt đầu ra những cái rễ rõ để nó bắt đầu nó bò đi rồi, bò trên đất này rồi. Thì anh chị về trồng thì thích hợp anh chị sang chậu và cắm trụ để cho nó leo nhé. Đó, những cái chậu lớn lớn như này thì em sẽ bán là 100.000 một chậu này. Có những cái chậu nó đến 7-8 lá rồi này. Đó, lá mới như vậy này anh chị này. Đó, thì trước đây thì em có bán một cái lô cây nhỏ, thì bữa nay cái cây nhỏ đấy em vẫn còn nhé, nhưng mà anh chị lấy cái lô nhỏ đấy thì về anh chị chăm nó sẽ hơi lâu. Còn những cái lô cây lớn hơn như này thì anh chị về chăm nó sẽ nhanh hơn nhé. Đó, những cái cây anh chị nào nhanh tay lựa trước ấy thì em sẽ lựa cho anh chị những cái chậu mà nó đây, những cái thân nó bò dài như này này thì cái cây nó sẽ khỏe hơn và cái lá nó lớn như này này, anh chị về chăm nó sẽ nhanh hơn nhé. Đó, thì anh chị nhanh tay em sẽ lựa được những cái chậu đẹp hơn cho anh chị. Đó, thì ở vườn em bữa nay cũng không còn nhiều đâu, nó còn khoảng tầm 50 cây như này thôi, 50 cho đến 100 cây. Đó, thì có những cây lớn lớn, cây nhỏ thì anh chị nào nhanh tay thì em sẽ lựa cho anh chị những cái chậu cây lá lớn này, cây đẹp này. Trong đấy thì nó sẽ có những cái chậu mà nó có hai thân nha anh chị. Thì hai thân như thế này thì em sẽ bán cho anh chị là đồng giá là 150.000 nhé. Được hai thân như này. Thì hai thân thì nó sẽ thường thường nó sẽ là một thân nhỏ và một thân lớn. Như này này anh chị này. Đó, nó sẽ là gồm hai thân như này. Một thân nhỏ, một thân lớn thì là 150.000 nhé. Thích hợp cho anh chị về là cắm trụ cho leo, cho leo cả hai thân luôn, cắm hai trụ hoặc là anh chị có thể tách thì tùy anh chị thôi. Đây, những cái chậu hai thân này thì 150.000 một chậu này. Em cũng không có nhiều đâu. Những cái chậu hai thân này thì chắc em cũng có khoảng đâu đó khoảng 20 chậu thôi. Đây này, những cái này này, hai thân này thì em có khoảng 20 chậu hai thân thế này thôi. Rồi, hai thân thì 150.000 nhé. Còn một cái thân mà những cái lá lớn ấy thì 100.000 một chậu nha anh chị. Đó, thì em cứ bán đồng giá vậy, anh chị nào nhanh tay thì lựa những chậu đẹp. Ma mì ạ. Rồi, em cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ.